lại đây đi, lại đây, lại đi chưa, làm gì đâu cái vậy, sắp được rồi, lại đây, lại đây, lại đây, đưa ra đây. Má cô, chào. Chào, hân hạnh gặp ông ở đây. Anh Thái, chào. Anh Thái, các anh ăn cắp chiếc tàu của tôi, dùng để chở lậu hả? Không phải ăn cắp mà là mượn, dùng xong sẽ trả cho ông. Kiếm được kha chứ? Chỉ hơn 1 triệu thôi. Với công ty của ông mà, đó là con số nhỏ thôi mà. Thật ra nếu các anh rất cần tiền dùng để mà xài, sao ông hỏi tôi? Hơn 1 triệu đồng đâu có gì là nhiều đâu. Nhưng ở Phi Luật Tân, vì vụ này mà các anh giết chết mấy chục người, lại bị hình cảnh quốc tế truy nã, bọn họ điều tra ra chiếc tàu đó là của tụi tôi. Bây giờ điều tra công ty của tụi tôi, kêu tôi giải thích cách nào đây? Má công, vậy anh muốn sao? Nghe những lời các anh nói hình như là không muốn chịu trách nhiệm. Được rồi, các anh chủ động đi nói với cảnh sát đi. Nói gì? Nếu không thì giải quyết theo phương pháp chúng tôi. Xong rồi. Anh Hiền tới rất đúng lúc đó. Anh em làm nạn dĩ nhiên tôi phải tới chứ. Giỏi lắm. Có lẽ tôi quá bi quan rồi. Ngó thấy một đời người đã trôi qua, đấu tranh chưa bao giờ chấm dứt. Ở trong cái giới chúng ta không ai là người thắng cuộc. Bởi vì chưa bao giờ có ai thắng cuộc.
Hay thiệt. Giở tuồng hôm nay khá lắm đó, nhưng khán giả hơi ít một chút. Má Công, ông Mạnh khỏe chứ? Quách tôi bằng gì cái sau sân khấu không có tiếng bằng được. Vậy à? Giở tuồng này thế nào? Hay, hay lắm. Ông quá khen. Nè, cái này tặng các anh em ở trên sân khấu, họ cực nhọc lắm. À, như vậy sao được chứ? Ông cứ thử cho hoài à? Ê, chúng mình đều là người giang hồ mà khách khứa làm gì hả? Không được đâu. Lấy đi. Thay mặt anh em cảm ơn ông nha. Anh Tân, chứng khoán hôm nay thế nào hả? Dạo này cổ phiếu tụt xuống đến đáy rồi. Hai bữa nay tôi mua vô cũng không ít đâu. Đề nghị ông nhân cơ hội này mua vô thêm một số đi. Chắc chắn là có lời đó. Cơ hội thì tôi đã có quá nhiều rồi. Còn cơ hội lần này nhường lại cho các bạn thanh niên đó. Chào bà nha. Chào ông. Tạm biệt. Chủ Thanh, anh về sau trường hợp như vậy đừng có ép buộc bạn gái tới đây nha. Ông Tào à, tôi tuy cũng hiểu nhưng sẽ cố gắng học tập mà. Tốt lắm. Cái anh Hiền này mới là ân nhân đó. Không bao giờ anh ta ép buộc mình tới xem hát hết. Anh ta không lại thì càng tốt. Lần nào tới cũng ngủ gục mà. Lâu chi vội trôi vô sâm hâm hồi hô chô yết cô lòng man phai ya anh Long à, đời người cũng như một giở tuồng vậy, có mở màn có hạ màn. Nhưng mà quan trọng nhất là trước khi hạ màn phải biểu diễn thật hay. Sớm muộn mình sẽ trở lại nghề đàng hoàng. Đúng vậy. Anh phải rút khỏi giang hồ, tôi rất vui mừng cho mình. Chú Tàu à, tôi sẽ nhớ lời dạy của chú mà. Thôi khỏi, tôi đã lớn tuổi rồi, còn sợ mưa gió gì nữa. Tàu Công, thời tiết như vậy phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng có để bệnh tự thấp nó hành ạ. Được rồi. Anh Bill à, trời mưa lớn đó, cho xe chạy chậm một chút. Dạ. Con cần con lá dầm hay không? Dạ khỏi. Thưa chị, có chuyện gì vậy anh Long? Dạo này tình thế hơi bấp bênh, anh lái xe đi theo đằng sau đưa ông về nhà nha. Dạ. Sao mà ai cũng kính trọng ông ta hết? Ông ta làm nghề gì? Là đại ca. Là một vị đại ca chánh cống đó, ai cũng ngưỡng mộ ông. Anh Hiền. Sao tới đông đủ vậy chứ? Mời. Dạ. Chị Ni à, cặp mắt của chị giỏi thiệt nha, cặp với anh Hiền. Anh Hiền là một người có tiếng tăm đó. Biết rồi. Nè anh Hiền à, lúc nào nó cũng cho xem mình biểu diễn luôn. Nè, anh có thuyền, tôi có hàng. Anh em mình hợp tác làm ăn với nhau nha. Tình thế là sao cũng chơi nổi mà. Cách làm ăn của Tà Lâu Đại đã lạc hậu rồi, sớm muộn gì cũng rút lui đó. Trong đời của tôi, kính trọng nhất là ông Tàu. Không ai dám trước mặt tôi nói ông vậy đâu. Coi như là tôi không nói đi. Phải tôi uống một ly. Phải rồi, tôi có việc phải đi làm. Không muốn đây phiền các anh. Đi về. Các anh tiếp tục nha. Tào Công, giữa tuần đêm hôm nay chắc chắn sẽ làm ông nhớ lại những đứa em cưng của ông. Anh Thái, anh Hiền, còn có anh Thủy nữa. Nếu mà các anh có thể liên hợp lại, có lẽ lại là một lực lượng mạnh đó. Rất tiếc là anh Dĩ đã đi rồi. Anh nghĩ là anh ta sẽ trở về không? Nó có quan điểm của nó. Có phải là gì ở tình không? Bọn thanh niên mà.
sức khỏe ngày còn tệ mẹ ngủ nữa. Ngủ rồi nha. Anh ta là không có hiểu, không biết em muốn chứng tỏ cái gì đây. Anh tự mình hành hạ như vậy đối với em có lợi ích gì chứ? Sẽ có một ngày nào em sẽ hiểu lòng anh. Ông có nghĩ sau này ai thừa kế cho ông không? Tôi thấy anh Hiền rất là thích hợp. Nó là người thông suốt tất cả mọi việc. Anh Thái thì hơi vững vàng, nó quá cô độc đó. Anh Dĩ thì cũng rất khá mà, vì bằng bài không thể nào chơi được. Sau này ai thừa kế tôi đã lo liệu rồi. Anh đi, ở sao anh lái xe như vậy? Hay à, cẩn thận chút nha. Lái cẩn thận chút chứ. Nè anh tài xe à, lái vậy chết người ta còn gì nữa. Thụt lùi đi. Ây da, thụt lùi đi, mau cản đường người ta kìa. Mau đi, mau đi, mau đi. Mau lên đi. Không biết chuyện gì xảy ra vậy. Hồi nãy xe lắc cái gì, có lẽ bị hư chỗ nào rồi đó. Đến một chỗ ngừng lại coi. Ok. Đằng trước có tạm xăng kìa. Để tôi xuống xe xét coi. Được rồi, lui đi, lui đi, lui đi. Lui đi. Cẩn thận, cầm xuống. Alo, anh Thái, ông Tàu chết rồi. Cái gì? Ông có biết nhiều viên đạn? Ông Tàu trúng đạn. Có biết tụi nào thù hận với anh không? Tôi không biết. Lúc đó trừ anh ra có ai ở hiện trường không? Anh có nghe tôi nói không?
Tôi nói tôi không biết. Nè anh bạn, tôi nói cho anh biết nha, khôn hồn thì hợp tác với chúng tôi đi ha. À đừng nói gì nha. Lý thầy cậu, tôi là luật sư của anh, vụ này tôi lo hết rồi. Tôi không có giải thích được đâu, anh đừng có làm đường lạc lối nha. Jacky, sao anh xử lý quá vậy? Tôi xin lỗi, nếu mà tôi xử lý được tạo. Thôi đi, tôi biết anh đã tận lực rồi. Cái vụ này nhất định có người chủ mưu. Nếu anh coi đó, tụi nó chắc chắn không dám ra tay đâu. Lập tức đồng ý các anh em mình đi bắt cho được thực thi về đây. Nhớ đừng cho cảnh sát bắt được trước mình. Chết không thể sống lại, xin đừng quá đau lòng. Anh thầy, anh xem hai đứa nó có phải có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì anh cứ lên tiếng đi. Tôi đã nói số muộn gì chúng ta còn hợp tác mà. Tôi vui mừng nhất
là tất cả những người bạn thân của tôi đều tới đây. Hy vọng những ngày sau này của tôi cũng như ngày hôm nay vậy, tất cả đoàn tụ một nhà, những người ở trong một nhà vậy. Còn có cái gì quan trọng hơn là cái nhà sao hả? Thế nào quên là chúng ta sinh nhật vui vẻ nha. Quan gì đó đâu kìa. Hey, chúc mừng. Anh để tôi giới thiệu nha, bạn gái tôi Thẩm Tinh Quy, chào chú Tàu đi. Chào chú Tàu. Nghe cái điện tôi quen biết. À, được, ra đi. Này, sao hả? Như này là anh Long, là bạn thân mười mấy năm rồi đó. Nè, chúng tôi đi lần hồi đốn vậy, làm gì hả? Nè, bây giờ có bạn gái rồi, thì nhớ đến bạn bè nữa ha. Không được đâu, phạt anh một ly mới được. Tụi mình cá không? Cá nữa à? Phải. Cá thì cá, hình nói chữ. Anh chữ đi. Chữ, không ngu gì tên anh đâu. Hình hả? Hình. Được. Hên. Anh lâu quá không gặp anh gì. Tôi biết anh sẽ tới. Ông Tàu đi không được yên vui hả? Thật hết sức đột nhiên. Có lẽ là trời đã định. Cuộc sống của anh thế nào? Cũng khá. Cảm ơn các anh. Anh gì? Tôi muốn... Thật ra mã có một mực muốn anh tới giúp tay đó. Anh gì à? Anh quen với mấy người đó sao hả? Thì ra anh ghê dữ vậy à? Bọn đó ai cũng vài phòng lắm đó. Thì không ngờ. Bóp à, nhanh tay một chút đi. Biết rồi anh gì? Hôm nay sao trễ quá vậy? Tại sao vậy? Chú Quý, anh nói 11 giờ đem cá tới đây. Tới bây giờ anh mới đem tới. Anh đã trễ 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh biết là buổi trưa này tôi đã mất hết bao nhiêu khách hàng không? 12.8. Đưa đây. Cá chết cũng chở bán cho tôi. Muốn qua mặt tôi hả? Chú Quý à, số cá này còn tươi hết mà. Lúc nãy vì gấp giao hàng nên lái xe chạy lẹ một chút. Có lẽ nó ngất ngư thôi. Hôm nay tôi bị lỗi là cái chắc. Bộ anh tưởng kiếm ăn là dễ dàng lắm sao? Tôi chỉ đánh một cú điện thoại có 20 mấy người bán cá tới đây tìm mối rồi. Lần sau nếu còn như vậy nữa anh đem về nhà anh ăn đi. Cảm ơn. Chú, ông biết anh Dĩ là người thế nào không? Nếu ông làm cho tôi thất nghiệp thì tôi sẽ phá nhà hàng đó. Vậy đi, đi miệng. Hồi trước khi tôi còn công tác trong xã hội đen, có biết bao nhiêu đại ca lăn tay trước mặt tôi không? Chỉ có người giúp quét nhà tôi thôi, không ai dám phá nhà của tôi đâu. Chú Quý à, nó còn nhỏ không biết gì, chú tha cho nó đi. Coi chừng nó, đừng cho nó học hơn nữa. Tôi biết rồi. Tại sao trễ vậy? Đi đưa đám. Bà con hả? Chú của tôi. Đúng, đi đưa đám quan trọng hơn đưa cám. Chứng tỏ anh là người có tiền nghĩa. Chú Quý à, hay là những con cá chết đó cho tôi đem về, còn cá tươi tôi bán nửa giá cho chú. Không sao đâu, mấy con cá tươi vừa bắt mắt tôi cũng phải mua. Nhưng mà... Ê, không sao, tôi muốn bắt mắt mà. Mấy con chết đem về nhà đi. Tối nay tôi tới làm tạ bánh lù. Cảm ơn. Vậy nha. Dạ. Anh Thái à, không biết ông Tạ có nhắn nhủ là cho ai làm thực tế không? Tôi cũng biết. Có nhiều anh em hy vọng làm lắm. Anh mới là đại ca trong lòng của tụi tôi. Nếu anh cai quản công ty nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Nếu ghế lão đại do anh Hiền ngồi, tụi tôi không theo anh đâu. Bây giờ quan trọng là kiếm được hung thủ để trả thù với chú Tạ. Ngoài ra không quan trọng gì đâu. Cái thù này nhất định tôi phải trả mà. Jackie, nếu như sau này có cơ hội anh làm đại ca,
chủ yếu là gánh vác nổi, đứng bay thẳng. Dù bị chém hai mươi mấy dao cũng chưa phải giỏi. Phải có kiến thiết, phải có lý tưởng, như vậy mới là đại ca tốt. Cảm ơn dạy tôi, nhưng tôi cũng phải là đại ca. Làm trợ lý cho anh tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi cũng rất vui mừng có một người bạn như anh. Anh Thái, bây giờ trông cậy vô anh nha. Ai làm cũng như nhau mà. Anh Dương, lời di chúc của Tào Huynh xin anh đừng có khai ra. Nếu như công khai ra, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Đã công hẳn vậy sao được chứ? Tào Huynh nó chỉ định người nào thừa kế ổng mà, không công khai không được đâu. Hy vọng không phải như vậy. Tào Huynh bị giết, tôi nghi ngờ tụi mình làm đó. Có thì vậy không đây hả? Anh Dương, anh phải giúp đỡ giùm tôi để điều tra chân tướng, coi thử ai giết Tào Huynh. Tôi đã quyết định ai là người thừa kế rồi. Ấy, không được đâu. Tôi cầm Nguyễn Thánh Kinh thì thốt rồi đó, không thể làm giả dấu được đâu. Vì Tào Huynh, anh bảo bà cuốn Thánh Kinh có được không? Anh là gã luật sư lố bịch, hút thuốc uống rượu là chữ thề cái gì cũng có. Thượng đế của anh đã hất hủi anh lâu lắm rồi. Anh muốn tôi về chánh nghĩa mà xuống địa ngục hay sao? Ok. Anh có chánh nghĩa hay không nhất định cũng phải xuống địa ngục rồi. Mã Công, trong thời gian này làm cực nhọc đó. Đừng nói vậy, đó là phận sự tôi mà. Mã Công. Xin mời ngồi, ngồi đi, đều là người trong nhà mà. Đừng quên, La Quỳnh, xin mời ngồi. Tai nạn của Tào Huynh lần này rất là đột ngột. Trước khi chưa vạch rõ chân tướng, tốt nhất là anh em đình chỉ tất cả hoạt động. Tôi nhận thấy trong thời kỳ phi thường này, nhất định phải kiếm một người để chủ trì đại cuộc, ổn định công ty. Đúng rồi. Theo tôi thấy, phải để cho bọn thanh niên làm. Ai làm người cầm đầu cũng không có sao. Bây giờ quan trọng nhất là phải kiếm cho được hung thủ để trả thù diệt Chú Tào. Anh Thái nói rất đúng. Tôi nghi ngờ có người dùng thủ đoạn. Chắc gì? Lôi kéo người ngoài để tăng thù cho mình. Đâu phải vậy? Không phải hả? Tại sao ngày hôm đó có người ham vui đi uống rượu? Im đi em. Mã Công, ngồi xuống. Về vụ Tào Huynh tôi nhất định sẽ truy cứu. Nhưng lúc Tào Huynh còn sống, ông có căn dặn rằng nếu ông có tai nạn gì, việc công ty phải trao lại cho một người. Về cái chuyện này, Dương luật sư cũng nghe thấy. Anh Hiền, người thừa kế tức là anh. Cái văn kiện này anh cầm lấy đi. Anh đừng tưởng Tào Huynh không lo lắng dùng anh. Anh gửi rất nhiều hy vọng trên mình anh, và không bao giờ đứng trước mặt mọi người mà nhắc đến chuyện lượm anh về đây. Chúc mừng. Là người trong một nhà, chuyện gì cũng phải nghĩ đến đại cuộc. Trong cả đám người anh có kinh nghiệm nhiều nhất, anh Hiền còn có nhiều chỗ phải học tập theo anh. Sau này có gì cần đến tôi nhất định giúp anh. Chúc mừng. Anh Hiền nghĩ gì? Má Công kêu từ tôi tới săn sóc anh đó. Sao khi không Tào bị chết, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cảm ơn các anh. Tôi đây không sao. Các anh gì đi. Tôi cũng chưa quen làm đại ca. Chúng tôi phải bảo vệ anh. Anh nghĩ chúng ta phải chia tay nhau.
Tại sao? Anh rất muốn sống yên ổn về. Nhưng mà bây giờ anh ngồi trên một ghế mà không muốn ngồi. Anh không biết phải làm sao. Ba nuôi bị chết một cách ly kỳ. Không biết sẽ có gì xảy ra trên mình của anh, hay là xảy ra trên mình của em. Chuyện mình không thích làm, tại sao lại miễn cưỡng làm? Anh nợ ba nuôi quá nhiều rồi. Anh nghĩ anh phải cố gắng làm việc lên trên nợ cho ông. Anh sẽ sắp ra đàng hoàng đời sống của em. Đừng để em lo lắng quá. Anh làm gì vậy? Em không chia tay với anh đâu. Cho dù anh là người đàn ông hư đốn nhất trên đời thì em cũng không rời khỏi anh. Em sẽ hối hận. Không hối hận đâu. Nó cũng không hối hận. Thì hả? Ừ. Đã hơn 3 tháng rồi, anh cũng đâu có muốn khi đứa trẻ ra đời là không có cha chứ. Không muốn đâu. Không muốn đâu. Vậy anh có còn muốn chia tay nữa không? Tất nhiên là không muốn rồi. Chờ khi anh được rảnh, chúng ta chuẩn bị kết hôn. Ồ, đợi tới bây giờ em có con rồi thì mới chịu kết hôn với em hả? Anh gian lận quá đi. Đâu phải vậy đâu. Hồi đó anh đang bận rộn mà, lỡ thời gian còn không có nữa. Nè, tụi mình chúc mừng nhau nha. Bây giờ mình để đứa con trai, dù để con gái cũng được, tốt nhất là để sinh đôi đi. Nè, mình cạn ly. Không muốn, em bỏ rượu rồi. Em không muốn khi đứa trẻ ra đời thì nó lại sai giống như là một bậm rượu vậy. Vậy hả? Vậy anh đem đi cấp nha. Anh mới về đó hả? Hôm nay anh có mệt hay không? Không mệt, không có sao. Giờ em cởi áo giùm cho anh nha. Em đã nấu món ăn lạnh cho anh nhé. Nè, để em làm cho. Sẽ nhớ. Bản nhạc này em được nghe khi mà tụi mình mới quen biết nhau. Nhưng mà đôi khi quá nhiều việc, thật là cũng khó quên được nó. Tại sao lại ngồi chỗ của tôi vậy? Còn không mau đứng dậy nữa hả? Mau đứng dậy. Cái chỗ này là của anh mà. Cái chỗ này mới là của anh đi nè. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nè, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đây là do anh quá thất vọng. Đây là do em lựa chọn. Em còn muốn hành hạ nó chừng nào hả? Bộ em tưởng anh rất vui sướng sao? Hôm nay bao nhiêu vậy? Hôm nay chúng ta bao nhiêu hả? Nhiều điểm gì? Lên lắm rồi. Bây giờ sao? Kiếm được thằng Biểu chưa? Chưa đâu. Chắc nó bị người ta đem giấu hoặc là đã bị giết chết để bịt miệng rồi. Anh đừng có tin người nào hết. Bọn người mình cũng vậy. Tóm lại, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Có khi chuyện mình ngó thấy chưa chắc là thiệt đâu. Trong giang hồ, thiệt giả xáo trộn. Má Công à,
Tôi sợ tôi làm không được tốt. Nếu kiếm được anh Vĩ về giúp anh thì tốt. Hai đứa anh rất là ăn ý nhau. Tôi nghĩ cuộc sống của anh bây giờ nhất định sẽ được vui vẻ. Anh ta rất trọng tình cũ. Thưa ông Lý, có một người tên quê muốn gặp ông. Mời ông vô đi. Dạ. Anh Hiền. Chúc mừng anh được thăng chức. Tôi đây có việc gì vậy? Ngồi đi. Tụi mình làm ăn buôn bán mà. Không được, có gì như vậy hả? Tôi có một số hàng muốn trở gốc ở bên Mỹ. Tôi muốn mượn chiếc tàu của anh nữa. Chắc là có lời rồi, anh tính sao? Anh Quê, ăn lời là chuyện của anh. Anh phát tài tôi chúc mừng anh. Sao nói vậy chứ? Tôi đích thân đến đây thăm viếng anh, không để mặt tôi hay sao? Nếu chuyện gì đừng trách tôi nha. Gì? Dùa tôi à? Hai đứa mình giống nhau thôi. Tôi không ép anh đâu. Khi nào nghĩ thì được hả? Đánh điện thoại cho tôi đi. Bóp à, kéo thùng cá lên. Dạ, tới liền. Đừng tưởng rằng chỉ có ai quyển tiểu thuyết bàn tay đen là có thể học làm đại ca. Không biết lúc đó có bao nhiêu cây súng chỉ cho đầu tôi. Kết cục anh Hào thì là giỏi thiệt. Chiếu hết rượu whisky giùm tôi. Có biết tụi nó ép tôi uống rượu gì đó không? Uống nước đái đó. Tôi trưởng thành tới tuổi này lần đầu tiên mới nhảy nước mắt. Cho nên tôi đã thề rằng sau này tuyệt đối không cho ai lấy súng chỉ vào đầu tôi. Tôi chờ hết 3 năm chỉ có cơ hội thôi. Không phải chứng tỏ tôi giỏi, vì tôi muốn cho người ta biết những gì tôi đã mất thì tôi sẽ đích thân lấy lại cho được. Anh muốn lấy lại cái gì? Lấy nghĩa khí, lấy lòng tin, sự tôn nghiêm và quyền lực. Làm việc đi. À, anh không nhận tôi làm đồ đệ hay sao? Đừng nói nữa. Mau vớt lên đi, tăng cường ký, mua mấy chục ký đó. À, nè, vớt mấy con cá lớn lên. Nè, anh gì? Lên đây mau. Lên. Cần lấy hành không? Không cần đâu. Cảm ơn. Ngồi suy nghĩ làm gì cho mệt ốc. Tới đây ăn cơm đi. Thôi liền. Cô muốn gì ngon vậy? Có cua xào gừng. Hay chà, ngon quá ha. Nè nè, để cho tôi. Hey, tôi làm được rồi. Để tôi làm mà. Để tôi làm cho. Anh không xiên quá ha. Anh chịu nhận tôi làm được để hay sao? Không có cơ hội đâu, đừng nghĩ bậy bạ. Ăn đi. Tôi vui mừng nhất là ngày hôm nay. Nếu tôi được giống như anh vậy
chịu thử thách mọi khó khăn. Nói đi là đi, thật là không dễ đâu. Có rất nhiều việc là do số mạng đã định, khỏi cần phải trốn tránh, làm tốt là được rồi. Anh có nghĩ qua trở về giúp việc tôi không hả? Chính do tôi đã quyết định ra đi, không thể trở về được. Cô đã đi thăm cô Tinh Quy, cô thay đổi rất là nhiều. Tôi đã thấy cô rồi. Hôm nay cũng là ngày tôi vui mừng nhất đó. Anh Dĩ à, lâu rồi không gặp mặt. Tụi mình uống một ly đi. Được. Nè, xin cả ly, cả ly nha ha. Uống đi. Alo, anh Thắng, thằng Tiêu đây nè. Tiêu hả? Tiêu à, bây giờ ở đâu vậy? Nói cho tôi biết, chú Tập bị ai giết? Có chuyện gấp kiếm tôi hả? Đuổi anh hiện đâu rồi? Mấy người kia không tới sao? Tiêu có gọi điện thoại đến đây, tôi đã ghi âm. Nói cho tôi biết, chú Tập đã giết. Anh Thái, nghe tôi nói trước đây nè, tại anh Hiền ép tôi làm đó. Anh nói gì? Anh kêu tôi làm bộ bị tai nạn giao thông, kế đó lái xe vào tầm sân, để cho kẻ giết muốn mai phục. Ở đó có cơ hội giết chú Tập, anh còn kêu tôi trốn nữa, còn nói đưa tôi qua Mỹ. Bây giờ nó đâu? Tôi không thể nói cho anh biết đâu. Anh Hiền đã sai người đi kiếm giết tôi rồi. Để tôi gọi cho anh sau nha, hả? Tôi đã biết không tin tưởng nó được đâu. Không ngờ ông Tào coi nó còn hơn đứa con ruột. Chuyện này tôi còn đau đớn hơn anh. Vì tôi không tin chú mua lãnh hiện đâu. Thế kỳ, mày lấy cái thép làm gì vậy? Anh Thái, tôi bằng ghi âm này nhất định sẽ lên án được anh Hiền. Nè, bằng ghi âm chưa chắc anh làm được thằng chúng đâu. Bây giờ quan trọng nhất là phải kiếm anh cho được thằng Tiêu. Khỏi cần kiếm. Chắc gì? Jackie, mày muốn làm gì? Dù xảy ra chuyện gì, một mình tôi chịu trách nhiệm. Jackie, đừng làm vậy nha. Anh Thái, tôi không làm anh thất vọng đâu. Anh khẳng định là giọng nói của thằng Tiêu à? Rõ ràng là giọng nói của nó mà. Không phải là nó. Không phải đâu. Tôi rất hiểu bẩm tánh của anh Hiền. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà có một chuyện. Tôi hẹn Jackie không muốn tay anh Hiền đâu. Nếu vụ này cho nó biết được thì nhất định sẽ có nhiều phiền phức đó. Thật ra không biết có phải là người bên ngoài làm hay không. Tôi nghĩ tuyệt đối không phải là anh Hiền làm đâu mà. Đâu phải là anh Hiền làm, cho nên tôi kêu anh đi điều tra mà. Không phải tôi đang điều tra hay sao? Anh tưởng anh đang lo anh Hiền thôi hả? Thế nào rồi? Còn chưa có tin tức. Bác sĩ, thế nào? Không nguy hiểm đâu, nhưng mà không thể cứu được cái thai ở trong bụng. Thật là đáng tiếc. Vậy em đàng hoàng. Anh Hiền, xin lỗi nha. Tại vì em không cẩn thận, cho nên bị sảy thai rồi. Em đừng có đau lòng.
được bên em thì đủ rồi. Anh đi, em nhận ra hung thủ là ai không vậy? Thôi đi, anh đừng truy cứu nữa. Em nghĩ nha. Anh Hiền, anh làm cái gì đó? Tôi khẳng định nó là. Anh bình tĩnh lại đi, đừng có quá xúc động mà. Tôi không có xúc động. Alo, ai đó? Anh Quê à? Tôi là Hiền đây. Anh Hiền đó hả? Rất ít chủ động vậy mà. Chúng mình gặp mặt rồi nha. Ờ, vậy mới phải đó. Cần gì bất quả nhau chứ. Tối nay chính giờ, tôi mới gặp nhau ở Mỏ Đá Sa Điền. Ờ, Mỏ Đá. Ờ, không có sao đâu. Nói chuyện đâu cũng được mà. Chủ yếu là giải quyết vấn đề thôi hả? Được, tối nay gặp nha. Nè, nè, anh Hiền à, anh phải bình tĩnh. Chuyện của Tà Huynh còn chưa giải quyết mà. Tai nạn của anh này không phải là không có nguyên cớ đâu. Chuyện này nhất định là có âm mưu. Thật ra có thể kêu mấy anh em mình làm đi mà. Anh này không ai cản trở được tôi. Tôi biết làm sao rồi. Anh Hiền, anh Hiền à, tối nay các anh phải cẩn thận coi chừng anh đó. Dạ, dạ. Xin chào sếp. Tin tức đây. Tại anh Hiền ép tôi làm như vậy đó mà. Anh nói gì? Anh kêu tôi giả bộ làm tai nạn giao thông rồi lái xe vào tạm sân. Ông lại lập đại công rồi ha. Thằng kia bây giờ ở đâu? Ờ, nó kêu ông hồi 9 giờ tối nay gặp nhau ở Mỏ Đá đó. Tới chừng đó còn có tin giật gân nữa. Ê, ông sếp à, 300 đồng có ít quá không? Vụ này là vụ án lớn mà, cho thêm chút ít nữa đi. Ê, cái vụ này tôi sẽ giữ bí mật dùm anh. Bọn cảnh sát tôi chỉ nói vài câu là giải quyết xong rồi. Bữa nay tụi mình không gặp nhau. Phải, anh bảnh quá. Alo, anh Thái. Tôi biết anh đã bực nhọc ở trong lòng lâu rồi. Anh Hiền làm người thừa kế, đó là ý nguyện của Tào Huynh đó. Chuyện này tôi không bao giờ nghĩ tới đâu. Anh Hiền dù sao cũng là anh em của anh. Anh hẹn gặp anh Quê ở Mỏ Đá kìa. Âm mưu của anh hả? Ở Mỏ Đá? Tôi thì không biết đâu. Chú có thành kiến với tôi, nhưng đừng chỉ rằng cái gì cũng do tôi làm nha. Anh không biết thiệt sao? Chú tin tôi đi. Tôi không muốn anh Hiền có nạn đâu. Anh là anh em của tôi. Được rồi, tôi tin anh. Lúc nào tôi cũng hy vọng hai đứa anh hợp tác chặt chẽ với nhau. Hiền à, tụi mình bàn chuyện làm ăn, còn gì phải dàn trở gì chứ. Anh không vậy mà. Vậy anh không tin tôi rồi đó. Làm cái gì như tụi mình, đâu ai tin ai đâu. Vậy hả? Được, xét mình tôi trước đi. Anh Quê xin lỗi nha. Anh Hiền xin lỗi nha. Tôi
thật có lòng thành đó, mình người lớn nói chuyện nhờ. Đừng để em Út nghe thấy. Hay là lên xe của tôi đi. Tại sao lên xe của anh? Lên xe tôi không được sao? Được, xin mời. Anh phát tài rồi đó. Phát tài rồi đó. Anh có phát tài vậy? Xin chào, mình chỗ nha. Anh muốn hợp tác thế nào? Anh Hiền à, cái vụ này anh hợp tác với tôi, thật ra vô cùng hợp lý đó. Tôi có một số súng ống muốn chở qua bên Mã lại. Nếu anh giải quyết được giùm tôi, đối với anh sẽ có lợi mà. Cũng như anh biết, ra ngoài buôn bán lớn không có súng làm sao giải quyết được chứ. Tôi rất coi trọng anh. Nếu đổi lại là ông Tạo hồi sinh tiền thì tôi không màng gì tới ổng đâu. Tư tưởng lạc hậu lắm, vụ này chắc mình lời nhiều mà. Tôi thấy anh không nên bỏ qua đâu. Chúng ta nên hợp tác đi hả? Bây giờ tôi nói không làm có được không? Sao vậy anh Hiền? Tới bây giờ mới nói không làm. Nè anh Quyên, anh Quyên, có sao vậy, có sao vậy? Hả? Hả? Tại sao ép vậy? Tôi ép bức anh cái gì? Tôi muốn hợp tác với anh thôi. Tôi đang mày này. Bởi vì tôi không hợp tác với anh. Anh sai người với tôi hả? Không phải là tôi đâu, mà tôi không đi hẹn vậy đâu mà. Còn giỏi đi. Mày giỏi lắm. Mày đang cầm mất hết đứa con. Anh cần có con, bắt mới tới tôi chứ. Còn không nhận á, cô mẹ mày. Đẹp tao hả? Thôi chết mẹ tụi mày luôn. Đội phá dịch, đứng im. Anh Quê thú nè. Anh Quê, anh Quê. Sát hả? Cứ mặc kệ nó, công ty còn nhiều người anh phải chăm sóc. Về sau đừng nóng nảy như vậy. Trở về đi. Lập tức lái chiếc xe đi. Mấy cái súng hồi nãy bỏ hết cho tao. Dạ. Anh Chim à, lấy thuốc. Dạ. Anh Hiền có sao không? Không sao. Nó không sao nữa. Đã nói không sao mà. Ráng chịu nha. Ông Thái à, lâu rồi chúng ta không có sắm vào hả? Có người tưởng mình được thu địch chứ nhiều. Thân phận của anh bây giờ là cái gì? Trong công ty từ trên dưới có rất nhiều anh em chờ anh chiếu cố đến. Anh nóng nảy như vậy
làm sao làm việc lớn chứ. Cái vụ đêm này có lẽ là âm mưu gì đó. Còn nữa, bây giờ đã thành chuyện to lớn, cảnh sát không bỏ qua đâu. Cái vụ này ai cũng trách. Mã cầu, anh thấy gì muốn giúp tôi nữa? Đừng nói nữa. Tôi biết, dù là có chuyện gì, dù là tôi sai hết. Vụ xảy ra đêm này, tôi phụ trách. Anh Thái. Anh Hiền. Cái vụ tối hôm nay là do tôi gây ra mà, phải do tôi phụ trách. Tôi cũng phải có thành kiến với anh Thái. Anh làm cái vụ này quá công khai, để cho anh ra mặt cũng được sao? Anh Thái, tôi cũng đang muốn kiếm anh này. Tại sao nông nổi như vậy? Xin lỗi nhìn Thái, tôi còn tưởng kế hoạch này chủ đạo. Tôi muốn ngày mấy thằng cha quê nó có sự hiểu lầm với anh Hiền, rồi chúng nó chém giết lẫn nhau. Kế đó dù xếp lý ra mặt, dù cho anh Hiền không có đích tài giết người cũng bị ở tù như thường. Tới chừng đó thì anh đã được làm đại ca rồi. Tôi không muốn làm vậy đâu. Dù cho anh Hiền làm sai việc gì, đó là chuyện nhà, tụi mình phải tự giải quyết lấy. Đừng để danh giáp tới cảnh sát. Nhưng tôi không ngờ anh lại xuất hiện ở mỏ đá. Tại tôi liên lụy đến anh. Sai chuyện. Ở công ty không ai hiểu lầm tôi, chỉ có anh là bạn tâm với tôi mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay anh Thái thế tôi, anh phải cố gắng chiếu cố công ty nha. Anh định làm gì đó? Cái vụ này nhất định phải giải thích cho cảnh sát, nếu không thì công ty sẽ bị đắc tội. Tôi chuẩn bị đi tự thú. Do tôi gây ra, phải để mình tôi chịu trách nhiệm. Trả xuống với tôi. Công ty không có anh không được. Có nhiều việc phải chờ anh giải quyết. Anh còn phải trả thù cho ông Tàu. Đừng làm vậy. Chết kia, bình tĩnh. Anh đừng bước tới nha. Anh đừng ngã tôi. Bây giờ tôi thay anh đi tự thú. Anh là cấp trên của tôi. Anh vĩnh viễn là cấp trên của tôi. Tới đây tự thú, xếp lý bị tôi dùng cây súng để bắn chết đó. Cái vụ của xếp lý anh giải quyết xong rồi chưa? Rất kỳ coi trọng tình nghĩa là nhờ anh chỉ dạy đó. Vì để cứu anh Hiền bắt buộc anh phải bắn xếp lý. Chuyện này thì tôi biết rồi, nhưng mà không bao giờ chúng ta giết lầm người với cảnh sát đâu. Bây giờ chọc đến cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ điều tra tới cùng. Tôi với anh Dương đã nghiên cứu rồi, nhận thấy anh Hiền phải trông chừng đi công ty. Anh Thái à, tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Giờ máy bay đây. Chỉ muốn nói một câu,
Cái chết của chú Tào còn chưa có kết quả. Mong các anh sớm ngày điều tra, nước rút lội mà cỏ. Mà cậu, tại sao ấy đánh như vậy? Tôi biết tôi đang làm cái gì. Anh tên ổng đi, ổng còn chưa lẩm cẩm đâu. Cứu xe cứu thương. Dạ. Tinh Huy, Tinh Huy, Tinh Huy, tại sao em lại như vậy chứ? Tại sao? Của tự sát về mặt tinh thần cũng chưa bao giờ rời khỏi anh. Tôi biết anh vẫn còn thành kiến với tôi, nhưng mà chúng ta vẫn là bạn thân. Chú Tào chết đã lâu rồi, tôi vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Có khi tôi cảm thấy tôi rất vô dụng. Cái thế giới này thật là không công bằng. Người có tài cán lại không có cơ hội, người không có tài cán lại ngồi trên ghế đó. Ở đây có bằng ghi âm, anh nghe sẽ biết hung thủ tức là anh Hiền. Tôi rất mong cái chuyện này không phải là thiệt. Chú Tào nuôi chúng ta từ nhỏ cho tới lớn, chúng ta cần phải làm gì để trả ơn chứ? Này, bỏ chúng mày làm gì mau lên. Số hàng quy định trong vòng 10 phút mới đưa ra ngoài đó. Biết rồi đại ca. Nè, lẹ lên đi. Lẹ lên đi. Lẹ lên đi. Nè, nè. Ông Tào nói là cấm buôn bán ma túy, mày không nghe, tao tới thanh toán tụi mày. Đồ ngu ngốc, cái thằng cha già đó hả, chết mất mạng rồi. Anh tới đây làm gì? Tôi tới tay anh đó. Cần anh giúp sao? Vậy tôi về nha. Tôi không muốn ai giúp anh đâu, nhưng lại không muốn mất một người bạn thân. Anh
im! 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 Nổ súng đi! Mày bắn hay không, mày cũng chết chắc thôi. Vậy à? Cẩn thận nha. Sao mạo hiểm vậy? Tình hình vậy mà anh cũng nổ súng. Nếu anh bắn không trúng thì tôi làm sao? Nếu tôi bắn không trúng thì anh bắn trúng hả? Vụ này tôi gánh cho. Anh không gánh ai gánh chứ? Vậy là anh em sao? Hay chà, tình hình như vậy tôi đã xuất hiện, nếu tôi làm sao được chứ? Vậy cũng được. Bên đồng công tôi giải quyết xong rồi, qua anh Mỹ cho đi. Em à, anh đi chừng một năm sẽ trở lại. Anh không đi không được hay sao? Không được đâu. À, anh sẽ giết thôi cho em à. Nè, tao bởi nói gì không xong giết thôi nhỉ ha. Anh yên tâm đi. Tinh Quy, anh Thái à, săn sóc Tinh Quy giùm tôi. Tôi nghe thấy tôi không. Em ngoan nha. Nè, anh... Anh cái gì chứ, mau lên tàu đi mà, đi đi, lên đi. Đi mau đi, đừng trở lại nha. Anh vào. Anh chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Em suy nghĩ lâu rồi. Em cảm thấy chúng mình không thể nào ở chung với nhau. Anh có cuộc sống anh theo đuổi. Em biết anh không thể nào sửa đổi gì em. Còn anh Thái đối với em rất tốt, anh không có giả tâm. Em nghĩ là thích hợp với em hơn. Giọng là anh hiểu dùm. Em chỉ là một người đàn bà bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường như người khác. Anh Thái, anh nghe tôi nói đây nè. Tại vì anh Hiền ép tôi làm như vậy đó. Nói gì? Anh kêu tôi giả bộ làm tai nạn giao thông, rồi lái cái xe vào đầm sen, để cho tụi dưới mướn mai phục ở đó, có thể giết chết ông tàu. Anh còn kể tôi đi trốn, nói đưa tôi qua Mỹ nữa. Bây giờ nó đâu? Tôi không nói cho anh biết đâu. Anh Hiền đã cho người đi tìm giết tôi rồi. Tôi chỉ muốn nghe một câu thôi, có phải anh làm không? Tôi nói phải hay là không đâu có gì phân biệt chứ. Tóm lại cái chuyện này dính dĩ không biết được chân tướng. Chú tàu chết rồi, sớm muộn gì tôi cũng đi theo con đường của ông mà thôi. Nhưng mà tôi biết tôi đang làm cái gì. Anh nói là anh rời khỏi thế giới này mà, tại sao lại về vậy? Mục đích của anh là gì hả? Là để chứng minh một việc. Tôi có nhìn lầm bạn không? Lâu quá. Chắc kì, chú Dư. Nè, có sao không? Không sao. Không sao đâu, ở đây rất an toàn. Ít nhất tới bây giờ chưa ai đụng tới tôi. Anh muốn nói ai vậy? Là anh Hiền, là tụi chú rất thưởng thức đó. Anh cấu kết với anh Quê giết chết ông Tàu, tranh quyền đoạt lợi là anh Hiền này đó. Bị ổi. Tôi bây giờ đang chờ có cơ hội đâu mà tôi sẽ đối phó với anh. Chắc kì à, các nghe thấy chưa chắc là thiệt đâu.
Dù cho anh Hiền quả là người như vậy thì sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tất cả mọi người đều thương anh, đối với anh rất tốt, không muốn lãng phí nhân tài như anh. Tại sao các chú không tin anh vậy chứ? Tôi thiệt không hiểu. Chính anh Thái điều tra ra ảnh là hung thủ, bây giờ không cho đứng trong công ty, như vậy không phải lãng phí ảnh hay sao? Bộ anh không ân hận một chút đó hay sao? Tôi không cần phải ân hận. Anh không bị người ta lợi dụng hay sao? Tôi không cho ai lợi dụng được đâu. Từ nhỏ cho tới lớn, thằng Jack kia này còn biết cái gì gọi là tình nghĩa? Tình nghĩa? Đôi khi phải biết cạch ranh giới mới được đó. Tình nghĩa mà bị người ta lợi dụng thì rất là thê thảm đó nhờ. Đừng nói nữa, tôi không đáng thê thảm đâu. Những kẻ không có tình nghĩa mới đáng thê thảm đó. Chắc kì, ráng tự săn sóc lấy mình đi. Tôi biết rồi, tôi nhất định phải giữ gìn cái mạng để chờ ngày anh Thái lên ngồi ghế đó. Tôi nhất định chờ được mà. Nói cái nhận rằng anh Hiền là hung thủ.所做嘅一切无非想为阿叔报仇，但系冇人明白我，仲话我搞咩阴谋，仲要赶埋我走。唔好阻住我，拉开我！我而家咩都冇晒啊！你唔好急，我会帮你。太迟，盛辉知道呢件事之后，受唔住刺激，我要自杀。没错，都唔会再有 B B， 有乜紧要咯？有你有我，乜都够啦。不如我哋结婚啦！而家咁又几好？哦，咁啊好啊！冇咗张结婚证书，
咁我咪可以识多几个女朋友。哼，你咁好啊，咁我系应承你，不过千祈唔好太夸张咯。英姐啊，真能做到你咁烟的。Thôi khỏi, cái bè cá này để lại cho anh, ráng làm ăn đi. Anh gì? Anh gì? Anh gì? Lì xì này cho anh nè. Hả? Lấy làm cái lì xì của anh nè. Xin lỗi bác con, tôi tức thể. Không sao đâu. Anh hiểu. Anh thái tới rồi kìa. Cái chuyện của Tinh Huy tôi rất là đau đớn. Thật ra tối nay tôi không nên tới đây. Có trở ngại gì không? Đừng nói vậy, là bạn thân với nhau mà. Hả? Anh Hiền à, anh Thái tới chúc mừng anh đây. Cảm ơn anh Thái. Chúc mừng. Tốt quá, tôi hy vọng hai anh thường tiếp xúc với nhau. Anh Dĩ à, anh tới đây rất vui mừng. Phải vậy chứ. Nè, hai người bạn thân cạn ly đi. Anh Dĩ à, ly này tôi kính anh. Còn ly này tôi kính cho chú Tào. Không có gì, không có gì. Anh Hiền, anh say rồi. Nếu anh còn coi tôi là anh em thì mau đỡ tôi vào trong đi, đừng kích động tới người khác. Tại sao lại giết anh chứ? Anh còn là anh em hay không? Tất cả hy vọng của tôi đều tan hết rồi. Anh Hiền, anh Hiền à, có sao vậy? Không vậy? Hả? Hả? Anh Hiền, anh Hiền. Anh Hiền, anh Hiền, anh Hiền, anh Hiền. Anh Hiền, anh đừng làm mày nha. Mày không phải là người. Bắn đi, bỏ súng xuống. Không được bước tới. Anh gì? Tôi tới cứu anh này. Ngồi đi xe đi. Anh Thái, anh Thái, anh Thái, anh Thái, anh Thái, anh Thái. Đây gọi là đại ca có nạn tiểu địa cấp cứu đó. Rất may là tôi tới đúng lúc.
Anh nhận tôi làm đệ tử đi. Im miệng đi. Anh theo tôi làm gì? Anh vậy tôi biết lúc nào tôi cũng là đồ vô dụng. Tôi dở nhất là lần này đây. Tôi thường nghĩ được đi cùng anh để lấy lè. Anh cũng biết tôi tối ngày cứ lo bị cá hoài đó. Hãy nghe tôi nói. Rất nhiều việc anh không hiểu đâu. Quế này không thích hợp với anh. Mau trở về đi. Anh dĩ tôi giúp anh được mà. Tin tôi đi, cho tôi cơ hội đi mà. Trở về đi. Anh dĩ. Nói đưa tôi qua anh Mỹ mà. Nhớ tay làm xong chưa vậy? Sắp được rồi. Chỉ còn cái này. Hả? Chào sếp. Chào. Anh Jackie, anh em tụi tôi đã nhận được tin tức rồi. Ai ai cũng ngưỡng mộ anh đó. Có gì đâu. Nè, Út biếu cho tỉnh đi. Ê, qua bên kia nói chuyện với nhau, cần gì phải đứng phơi nắng vậy? Có gì đó. Mấy anh đi làm gì? Anh Thái kêu tụi tao tới hỏi thăm mày đây. Tao không tin. Với tuổi như vậy đâu ông tới phiên tôi. Bọn gia tụi này không bao giờ coi trọng đến tao hết. Tà huynh đã nhìn lầm anh, coi anh như là con ruột của anh. Trong lúc này đừng nói những chuyện này với tao nữa. Mau lấy bản gì chút ra đây. Tao muốn biết rõ cái ghế đó để cho ai ngồi. Tôi e rằng anh chịu không nổi thử thách này đâu. Anh không thể nào ngồi được cái ghế đó dành lại cho anh Dĩ đâu. Anh Dĩ không có ở đây. Tôi tình nguyện giao cho anh Hiền.
Thà quên hy vọng tụi mình làm lại người đứng đắn. Anh giao cái ghế cho anh Dĩ là muốn anh lãnh đạo bọn đàn em. Anh biết nếu mà giao cho anh thì anh càng làm càng sai phép mà thôi. Đừng nói nữa. Tưởng mình làm lại người đàng hoàng có thể thanh bạch đó sao? Nếu cho tao công quyền, tao sẽ làm một cái kim bài, trên đó sẽ khắc vào một chữ chuông treo trong nhà. Có ai dám nói tao gian hả? Hả? Dù tao không giết chú tao thì ông cũng phải gì hưu chứ. Bây giờ cái súng trong tay của tao, thiên hạ là của tao, phải do tao làm chủ mới được. Tao muốn ai chết thì người đó phải chết. Đứng im. Thì ra là mày. Tao giải quyết hai đứa này xong thì sẽ đến ký mày. Thật tội nghiệp cho Tinh Quyên. Lòng sĩ xin chỉ thấy cho tao đi. Cô rất là tội nghiệp. Đến ngày hôm nay tôi ngồi cái ghế này, cô cũng không thấy. Tôi thì không hiểu cô ta muốn được cái gì. Bỏ cái súng xuống. Không muốn chết đâu, nhưng mà đằng này rất đau đớn. Tôi biết trung đạn tất nhiên là đau đớn rồi. Thì ra tụi mày cũng có với nhau. Cảnh này thật là giật gân nữa hả? Để tôi học theo kiểu anh Mark đã. Có chậu cây ở đây. Nằm xong rồi.
Anh gì? Lên đi. Học thêm mắt đó. Anh Hiền, anh có sao không? Mày chạy đi. Chạy đi. Cái gì? Nổi như bếp ra đó. Tới đây làm gì? Tôi giúp anh mà. Ê, anh hãy chạy đi. Mã Công à, không sao chứ? Mã Công, anh giữ hết tụi nó cho tôi đi. Được, đi về bên đây hả? Anh gì, xuống nè. Chạy mau đi. Hay à, anh gì à, anh chạy máu rồi, để tôi băng lại cho. Tôi bảo anh chạy đi. Tôi tới với anh đó mà. Không ra tôi bắn đó. Chạy đi Dương à. Anh Hiền. Anh gì? Ở dưới bàn có con súng kìa. Sao mình mong có cái súng đó? Ở trong chỗ cây cũng có nữa. Không có đạn. Anh đi đâu đó? Chạy mau đi. Cái súng này có đạn nè. Anh gì? Chụp nè. Anh gì? Dám hả? Tụi mày tưởng bắn chết tao thì chứng tỏ tụi mày là người tốt lắm sao? Thật ra tất cả đều là rơm rác. Rơm rác. Nổ súng đi. Không thì buông súng xuống. Bỏ súng xuống. Anh Hiền, nổ súng đi. Mã Công, xin lỗi nha. Anh gì? Anh Hiền, đánh bao thiệt đó. Tôi đã coi được một pha rất cực lạc rồi. Thật là ghê gớm đó. Ha, anh gì? Anh cứ kỹ đi. Mày muốn làm đại ca hay là về để nuôi ta? Lòng chưa tan, lòng chưa tan, nhưng sâu sâu.